khách hàng Trúc Thị Mai đó. Bốn mùa ẩm thực mến chào các bạn nha. Chiều nay mình lại có mặt ở quầy heo quay của chị Kim Mai ở chợ Bình Tiên. Mình sẽ quay một số hình ảnh về chị Kim Mai bán heo quay ở chợ Bình Tiên, các bạn cùng xem nhé. Các bạn xem, các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên xem hết video để xem những phần hấp dẫn phía sau nha các bạn. Đầu giờ thì chị Ly qua hậu heo quay khai đao trước, nhưng mà hiện giờ thì chị Mai cũng đã ra rồi các bạn. Hiện giờ thì heo quay cũng đang được bày ra thôi, chưa có đầy, một chút sẽ đầy, nhưng mà heo mới rất là nóng hổi luôn. Xem chị Mai xẻ cái đầu heo. Ờ, để vậy luôn cũng được. Nhiều ạ. Cho cái bảy con.
80 hả chị? Dạ 220. Bà rồi nhìn ngon quá nha các bạn. Dâm dâm bà da heo à. Rồi chị Mai đang cắt nhỏ ra. Lạng 4.000. Ra ngoài quẹo thứ quẹo trái chị. Thẳng đây nè. Thẳng ra ngoài đường lớn á. Rồi quẹo trái. Bịch 100.000, hai bịch chặt nhỏ. Chứ 100 ra hay không? Chung. Chung. Mỗi bánh mẫu bánh mì tạch. Bán được mấy gói? 100.000 hai gói thôi. 100.000 hai gói. 50 ngàn. 50 ngàn. 50 ngàn. 200 thôi. Rồi 200 cân. Đó là 26. 200 đủ rồi. Mấy trăm thường xuyên liếc dao các bạn, liếc cái dao cho nó bén chặt nó mới ngọt sớt, và dao bén thì chặt cái da giò nó không có bị bể, và tại vì chặt vô cái phần xương luôn các bạn cho nên dao nó cũng mau lục, cho nên chị Mai cũng thường xuyên liếc dao. Những cái bộ dao của chị Mai cũng khá là đặc biệt và rất là bén. Dao chặt thịt khác, dao chặt xương khác nha các bạn. Những cái miếng xá xíu cũng rất là ngon luôn. Mình zoom lại các bạn xem. Thank you.
rồi 4 gói mì. Giờ này thì mình chỉ thấy chị Mai, anh bé Ba và cô Ly qua hậu heo quay đứng bán. Rồi, cô Tiên thường thì ra sao, còn anh Thầm thì hôm nay chưa thấy. Những cái phần giò rất là ngon, cái phần giò này thường người ta mua về người ta kho cải chua rất là ngon luôn. Và đây là những cái sườn già, sườn non và những cái tảng ba rọi rất là ngon, nóng hổi luôn, da giòn luôn. Tới cơ ba cái lỗ mũi của tôi đây nè. Sáng là chú vô con nè, mai con không bán nữa. Sáng chú vô. Anh tám đi. Giờ giờ sức khỏe bạn thử như ý, vẻ đẹp mãi mãi. Rồi khách hàng chúc chị Mai đó. Con. Ừ. Quay. Ừ.
bán nó đó không có rồi. Chú tụng nó 200 ngàn ăn cả đồng tiền luôn rồi. Này nhưng mà khách khách nè. Thấy em một cái rưỡi mà gọi chắc cũng vậy. Khách nè, đúng không? Cái 2 lạng 3 đồng. Những cái phần bẹ xương đầu heo này anh bé Ba mới xả ra nè. Ở đây là cái một miếng vậy là 40 ngàn nha các bạn. Nhưng mà mình thấy thịt cũng còn rất là nhiều. Nếu mà ai mà thích ăn con mắt á thì mua cái này, mình thấy thịt cũng còn nhiều. Và có miếng da giòn. Mở bông xe lăn bánh. Đây là tạc ba rọi quá ngon. Năm chục ngàn da với một ổ bánh mì.
chừng nào là nghỉ? Lấy cho hai miếng này đi. Nghỉ hả? Chị muốn cái gì chị ơi? 80 cái gì? 80 ba gọi với hai cái này. Rồi, hai cái này là 80. 80. Tảng ba rọi rất là thơm. Tôi đứng đây bốc cái mùi thơm á. Cái heo quay của chị Mai được
tẩm ớt rất là ngon và quay quay lưu nên quay rất là tới luôn, quay nó rút cho nên nó mất ký nhiều, và nhưng mà như vậy thì rất là ngon, những cái màu rất đậm và da da rất giòn, thịt chín rất ngon luôn. Còn nếu mình quay chưa tới thì thịt nó sẽ trắng, nhìn nó không có được ngon lắm, và nhìn cái màu nó không có hấp dẫn. Đây 200 nghìn, ngon vậy 100 nghìn, dưới xíu qua là được. Những cái tảng sườn. Các bạn đi đến quầy heo quay của chị Kim Mai ở chợ Bình Tiên thì các bạn đi đến đường Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6. Thì để rẽ vào chợ Bình Tiên thì các bạn có thể rẽ vào hẻm 180 hoặc là hẻm 234 Phạm Phú Thứ đều được nha bạn. Đều vô chợ Bình Tiên là các bạn đi đường bên hông của chợ Bình Tiên đó. Quầy heo quay của chị Mai nằm ở bên đường bên hông của chợ Bình Tiên, bên hông nhà lồng chợ đó các bạn. Lúc này Tiên mới vừa ra phụ chị Mai đó các bạn. Tiên ra là đúng 4 giờ luôn, 4 giờ chiều. Các bạn vừa xem một số hình ảnh của quầy heo quay của chị Kim Mai ở chợ Bình Tiên đó. Các bạn đừng quên để chia sẻ những món ăn ngon cùng với người thân và gia đình và chia sẻ với mọi người cùng biết nha. Mình xin kết thúc video ở đây và hẹn các bạn ở video sau nhé. Bye bye nha.